sẽ làm món bún bò 55.000, thịt bò, hai lạng thịt bò là 55.000. Sau đó mình sẽ có hành lá nữa nè. Tiếp theo là mình có bún. Nếu mà mua 10.000 bún bò thì rất là ít nha. Mà mua bún kia nó nhiều lắm. Em ăn nhỏ luôn. Mọi người lên mua bún bò sợi to thì 10.000 một người ăn hết được, chứ mà mua một kia ăn không có hết. Thì chưa, mọi người đã thấy bún bò chưa? Bún bò to quá hả? Mình sẽ rửa rau. Nó sẽ có hai loại rau, một là cái rau này nó có 10.000 thôi, một cái đây sẽ lấy nước ngâm rau. Cho xí muối vào. Hello, Ames. Khi đi mua rau là mình nên mua ít thôi, là người ta sẽ không tính nhiều cho mình.